Xin chào các bạn đến với khóa học lập trình Gadget trên sâu. Thì tôi là Mẫn Nguyễn. Thì đây là cái bài học đầu tiên trong cái khóa học lập trình Gadget trên sâu. Thì trong bài học này thì hôm nay tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn tổng quan về công nghệ Gadget. Thì hôm nay tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về Gadget là gì, về lịch sử hình thành cũng như là phát triển của Gadget. Rồi theo đó thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về một số cái tính năng cũng như là một số cái thành phần ở trong cái công nghệ Gadget này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về một số cái lý do là tại sao các bạn nên lựa chọn Gadget để mà học. Rồi cuối cùng thì tôi sẽ đi nói cho các bạn về một số cái yêu cầu để mà các bạn có thể tham gia vào cái khóa học này của tôi. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu Gadget là gì. Thì Gadget thì nó là một cái thư viện JavaScript để mà hỗ trợ chúng ta cái việc mà xây dựng nên cái trang giao diện người dùng. Thì nó là một cái project mã nguồn mở mà được phát triển bởi Facebook từ năm 2013. Thì các bạn lưu ý về cái công nghệ React này. Thì React thì nó là một cái library, tức là nó là một cái thư viện. Và nó khác với lại các công nghệ khác như là Angular hay là Vue. Thì Angular với Vue thì nó là một cái framework. Đó, thì các bạn lưu ý về cái công nghệ React này. Thì ở trong cái video giới thiệu về cái khóa học này thì tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn hai cái trang chủ của cái công nghệ React là react.dev và legacy.react.js.org. Thì nếu mà các bạn nào chưa biết về hai cái trang chủ này thì các bạn để vô cái trang chủ của nó là cái trang react.dev này. Rồi cái trang chủ trước kia của React là cái trang react.js.org thì nó move sang cái domain gọi là legacy.react.js.org này. Thì các bạn cũng thấy là nó giới thiệu đây là thằng React thì nó là một cái thư viện JavaScript để mà xây dựng nên cái trang giao diện người dùng. Thì cái công nghệ React này thì nó sẽ cho phép chúng ta có thể xây dựng nên được các trang giao diện người dùng từ các thành phần nhỏ được gọi là component. Ví dụ như là chúng ta có thể tạo ra các React component như là các thumbnail image này, các banner này, rồi button này, rồi table này, vân vân. Và sau đó thì chúng ta có thể kết hợp các component lại thành một cái trang hay là một cái ứng dụng hoàn chỉnh. Thì React á, thì nó là cái layer view ở trong cái mô hình MVC. Thì nếu mà các bạn nào chưa biết về MVC thì MVC tức là Model View Container. Thì thằng React thì nó là cái layer view của cái mô hình này. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu React thì nó sẽ bao gồm những cái thành phần gì. Thì thằng React thì nó bao gồm một số cái thành phần như sau. Thứ nhất là cái thành phần JavaScript. Thì JavaScript là nó là những cái thư viện để mà làm cái môi trường chạy cho cái ứng dụng React. Tới theo cái thành phần thứ hai là React DOM. Thì React DOM thì nó sẽ chịu trách nhiệm cái việc mà render cái code JSX và XML lên trình duyệt. Thì thằng JSX thì các bạn hiểu đơn giản nó là một cái ngôn ngữ mở rộng của thằng JavaScript. Thì ở cái chương 2 tôi sẽ giải thích chi tiết hơn cho các bạn về cái thằng JSX này. Rồi theo là cái thành phần thứ ba là cái Babel. Thì Babel là một cái chương trình compiler, nó là một cái chương trình để mà biên dịch code. Và cuối cùng là các dependency. Thì các dependency thì nó là các thư viện của các bên thứ ba khác. Thì ví dụ như là chúng ta có các thư viện như là React Bootstrap, rồi Matplotlib UI, rồi React Redux vân vân. Đó, thì bởi vì là thằng React á, thì nó chỉ là một cái thư viện thôi, thành ra là nó không có đầy đủ các chức năng như là của một cái framework nào đó. Thì vì vậy là chúng ta cần phải tích hợp các thư viện của bên thứ ba vào để mà chúng ta phát triển lên cái ứng dụng của chúng ta. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các tính năng nổi bật của cái công nghệ React này. Thì đầu tiên là cái tính năng Declarative. Thì Declarative tức là cái ngôn ngữ hay là cái công nghệ mà theo cái dạng ngôn ngữ ở dạng khai báo. Thì khai báo tức là khi mà các bạn muốn show lên một cái thành phần gì đó lên cái trang giao diện thì chúng ta sẽ khai báo với cái công nghệ React, tức là chúng ta sẽ nói cho thằng React những cái gì mà chúng ta muốn show lên cái trang giao diện. Và sau đó thì thằng React nó sẽ xây dựng lên cái trang giao diện cho chúng ta dựa trên cái mà chúng ta khai báo. Rồi theo là cái tính năng là thằng React thì nó dựa trên cái component. Thì chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều cái component khác nhau, như là cái button hay là cái banner hay là cái thumbnail vân vân. Và sau đó thì chúng ta có thể cấp tầm và chúng ta có thể tái sử dụng lại mấy cái thành phần XML. Và sau đó thì chúng ta có thể nhanh chóng xây dựng được các trang giao diện người dùng phức tạp. Rồi theo là cái đặc điểm thứ ba của React là cái tính năng đơn quan Write Anywhere. Thì thằng React thì nó còn là nền tảng của cái công nghệ gọi là React Native. Thì khi các bạn học về React thì các bạn có thể sử dụng nó để mà phát triển các ứng dụng web này,
rồi sau đó thì các bạn phải học thêm về React Native để mà phát triển cái ứng dụng cho mobile. Rồi cái đặc điểm thứ tư là cái đặc điểm về thao tác DOM. Thì ở trong thằng React này á, thì cái phần mà xử lý và tương tác DOM thì nó rất là nhanh, bởi vì nó có cái kỹ thuật gọi là Virtual DOM. Thì về cái kỹ thuật Virtual DOM này, thì ở cái buổi 13 của cái chương 2 thì tôi sẽ đi giải thích chi tiết hơn cho các bạn về Virtual DOM. Thì Virtual DOM là cái DOM ảo á, thì tôi sẽ đi giải thích chi tiết cho các bạn ở cái buổi 13. Tiếp theo tôi sẽ đi nói cho các bạn về một số lý do mà các bạn nên học React. Thì thứ nhất thì thằng React á, thì nó được tạo ra và được phát triển và được duy trì bởi cái thằng Facebook. Thì đây là một cái ông lớn công nghệ, vì vậy là chúng ta rất là an tâm khi mà sử dụng cái công nghệ này. Tiếp theo thì thằng React á, thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta rất là nhiều cái API, rất là nhiều cái chức năng để mà hỗ trợ cho việc tạo ra các UI quick quick, nó là các tiện ích UI hay là các công lần, các bạn có hiểu đơn giản nó là như vậy. Rồi theo thì thằng React thì nó có một cái cộng đồng rất là lớn và nó có một cái hệ sinh thái cũng rất là lớn. Thì React thì nó là nền tảng của một số cái công nghệ như là Next.js này, Gatsby này. Rồi thằng React thì nó có rất là nhiều cái thư viện của các bên thứ ba khác mà người ta xây dựng như là React Bootstrap này, React Redux này, React Native này, vân vân này. Thì hiện nay thì React thì nó là một cái skill, một cái kỹ năng mà có nhu cầu rất là cao. Thì chẳng hạn như ở cái video giới thiệu thì tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn hai cái công cụ gọi là Google Trends và cái công cụ là MVN Trends để mà so sánh cái nhu cầu về cái thằng React JS này rồi. Thì thì ở cái video giới thiệu về cái khóa học này thì tôi đã sử dụng cái công cụ gọi là Google Trends và cái công cụ gọi là MVN Trends để mà so sánh ba cái công nghệ là Angular, React và Vue. Thì hiện nay thì các bạn thấy là cái công nghệ React thì nó đã bỏ xa hai cái công nghệ gọi là Angular và Vue rồi đó. Rồi tiếp theo, cái lý do tiếp theo mà các bạn nên học React là bởi vì thằng React này á thì nó được sử dụng bởi rất là nhiều cái công ty lớn nhỏ khác nhau như là Facebook này, Twitter này, Netflix này, rồi WhatsApp này, vân vân này. Đó thì hiện nay thì React thì nó có nhu cầu rất là lớn. Thì ví dụ như các bạn có thể do mấy cái trang tuyển dụng việc làm như là IT Việt chẳng hạn. Thì chẳng hạn như là trong cái trang IT Việt này thì tôi sẽ search các job liên quan đến React này. Đó thì các bạn thấy là hiện nay có 62 cái job về React đang tuyển ở Hồ Chí Minh này. Chẳng hạn là tôi sẽ chuyển qua cả nước này. Đó, chuyển qua cả nước thì các bạn thấy là nó có 76 cái job về React đang tuyển này. Rồi theo chẳng hạn như là các bạn có thể search với công nghệ khác như là Angular hoặc là Vue. Đó thì khi mà tôi search Angular thì hiện giờ thì nó chỉ có 6 cái job đang tuyển thôi này. Còn là tôi sẽ search Vue.js này. Đó thì khi tôi search Vue.js thì hiện giờ nó chỉ có 14 cái job đang tuyển thôi. Đó thì nó rất là ít so với này cái công nghệ React. Đó thì các bạn hãy vô cái trang itviet.com này để mà tìm hiểu và so sánh ba cái công nghệ Angular, React và Vue. Đó. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi nói cho các bạn về một số cái requirement để mà các bạn có thể tham gia vào cái khóa học này của tôi. Thì để mà tham gia vào cái khóa học này của tôi thì thứ nhất là các bạn phải có kiến thức cơ bản về các ngôn ngữ như là HTML này, CSS này. Rồi tiếp theo thì các bạn cần phải có kiến thức cơ bản về cái ngôn ngữ gọi là JavaScript. Và cuối cùng thì các bạn cần phải biết về một chút về JavaScript phiên bản S6 trở lên này. Thì các bạn cần phải biết cơ bản về S6, về một số cái như là Net này, rồi Adobension này, rồi Template Editor này. Đó thì nếu mà các bạn nào chưa biết về mấy cái tính năng mới của thằng S6 như là Net hay là Adobension hay là Template Editor á, thì các bạn thể Google search và tìm hiểu về mấy cái tính năng này của thằng S6 nha. Đó thì đây là cái video bài học đầu tiên trong cái khóa học lập trình React JS sâu. Đó thì tôi xin tạm dừng cái video dẫn của tôi tại đây. Rồi ngoài ra thì nếu mà bạn nào muốn tham gia vào cái khóa học này của tôi thì cái khóa học này của tôi thì tôi đã up lên hai cái trang, là cái trang Udemy và cái trang website của tôi là cái trang học lập trình online.net. Thì nếu mà các bạn nào mà thấy khóa học này phù hợp với lại cái nhu cầu của các bạn thì các bạn hãy lên hai cái trang này và các bạn
tham gia vào cái phỏng của tôi. Thì cái video hôm nay thì tôi sẽ upload lên cái kênh YouTube của tôi, và ở cái phần mô tả của cái video thì tôi sẽ để kèm theo cái link để mà tới cái phỏng này. Thì trong cái thời gian đầu khi mà mới up cái phỏng này lên thì tôi sẽ tạo ra các mã giảm giá, và ở cái link đến cái khóa học này tôi sẽ để kèm theo cái mã giảm giá ở trong cái link. Các bạn kể link cho cái link để mà được hưởng những cái ưu đãi ở trong cái thời gian đầu này đó. Thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.